Hello, xin chào cô chú anh chị mình nha. Nay sẽ quay tôm lại cho cô chú anh chị mình theo dõi nha. Thì cũng mới xuống mẻ 2 ngày, 3 ngày đó. Còn ao còn mấy ngày. Để view lại cho cô chú anh chị mình xem nha. Sáng ăn rồi, hết rồi, chạy lên quạt rồi. Nay như là 24-25 ngày quá chưa đẹp phải không? Thịt bóng hết à? Cũng 24-25 ngày vậy. Để gan ruột rồi. Gan ruột rồi. Nó ăn gió lúc mười mấy ngày nó ăn gió nè. Thì nó tràn vô nó ăn nè. Nhà tôm nó ăn cũng vừa thôi, nó cũng không có chung, nó ăn không ăn chung gì như vừa trước đâu, mà mười mấy ngày thì cũng được cô chú trên ăn. Để giờ lại cho cô chú chị mình xem nha. Trong mùa này nuôi nước cạn, lạnh quá mình nuôi cạn không dám nuôi sâu. Gan ruột nói chung cũng ổn, ok. Cái ao này em quýnh bữa quýnh giám sát rồi rồi quýnh lại cái thằng tê sa nè, diệt khuẩn ngâm nè, ngâm dài ngày nó xả ra rồi sửa lưới rồi lại. Bữa cũng xuống ăn ao ở ao cái bên đây nè cô chú anh chị mình, cũng được 2 ngày 3 ngày vậy nè. Để gây cái màu nước lên nè, tôm nhỏ nè, để cô chú chị mình xem. Đó, đợt này em nuôi cái mặt nước nó thấp nè, như ngoài nó vẫn sâu.
đây, còn ao này nó cũng 60-70 ngày, nó đi đường ruột nó cũng chậm lớn rồi. Để em vào view lại rồi thầy kết thúc cái video ha.